Minh Thúy xin kính chào quý vị hôm nay thứ Sáu, 24 tháng 3, 2023. Đến với VATV hôm nay gồm có phỏng vấn đặc biệt và nhạc lá bồ đề. Sau đây mời quý vị theo dõi phần 10, phỏng vấn đặc biệt với nhà văn Phan Nhật Nam về sự suy nghĩ của ông đối với Đại tá Nguyễn Thế Nhã, thượng cấp của ông, và với bức hình tướng Nguyễn Ngọc Loan bắn một đặc công Việt Cộng. Chương trình do Phan Lê Dũng, Võ Thành Nhân và Minh Thúy thực hiện. Như là trong quyển Dấu Binh Lửa có lần anh nói, anh có so sánh sếp của anh là với ông Mộ Dung Phục, mà ai cũng biết Mộ Dung Phục thì là một cái người mà trong chiến trường thì là lúc nào cũng chỉ suy nghĩ về chuyện lập quốc, vâng, trở lại về nước yên. Mình có thể nói là điên rồ trong cái lý tưởng đó, mà anh kỳ đó anh viết là sếp của anh là Mộ Dung Phục. Ông gọi rằng đó là ông Đại tá Nguyễn Thế Nhã, sau này ông làm trung đoàn trưởng bộ binh và ông bị pháo kích chết ở Huế. Nhưng mà ông Mộ Dung Phục của chúng tôi và sự kính trọng chúng tôi, ông cũng chỉ hiểu được cái vấn đề của một ông tiểu đoàn trưởng nhảy dù cùng một ông trung đoàn trưởng bộ binh, ông làm sao ông biết được cái vấn đề của chiến lược được. Dạ không, đây không hỏi anh về vấn đề chiến lược mà hỏi anh là tại sao anh lại đặt cái biệt hiệu Mộ Dung Phục như vậy. Đối với ông có quá điên cuồng về lý tưởng không hay là như thế nào? Không, ông không có điên cuồng đi, nhưng mà ông rất giỏi. Tại vì ông có một cái học khóa tham mưu ở Mỹ mà người ta phải nói rằng ông giỏi thật. Ông giỏi thật, và năm ông trung úy thì ông trước ông về ông làm tiểu đồng chí nhảy dù của chúng tôi, thì ông làm sĩ quan phòng 3. Và thưa với anh Phan Lê Dũng và thưa quý vị, tất cả các đơn vị giỏi hay không là do cái ông sĩ quan phòng 3. Đó là ông chỉ về tổ chức, về điều hành và chỉ huy hành quân nữa. Có những ông sĩ quan trung úy, đại úy, thiếu tá, trung tá, giỏi tiểu đoàn trưởng, đại đội trưởng, nhưng mà muốn lên cấp lớn phải tham mưu giỏi. Tham mưu giỏi đó là những ai, ví dụ như ông Tướng Hiếu chẳng hạn. Ông tướng Nguyễn Văn Hiếu, ông rất giỏi. Cho nên ông tướng Đỗ Cao Trí bị mang tiếng là một người kỳ thị Nam Bắc, nhưng đi đâu cũng phải có ông đại tá Hiếu đi theo. Và ông tiểu đồng và sư đoàn nhảy dù tại vì sao mà có những cái thành tích lớn là tại vì các cái đơn vị băng 3 tiểu đoàn, phòng 3 lữ đoàn, phòng 3 sư đoàn là những sĩ quan giỏi. Ví dụ điển hình như tiểu đoàn 2 nhảy dù có một ông sĩ quan băng 3 rất giỏi, đó là ông Trần Công Hạnh của 20 Đà Lạt, ông đã mất năm ngoái. Chính ông Hạnh này đã điều khiển tất cả toàn bộ hỏa lực để giúp cho tiểu đoàn 2 nhảy dù ra khỏi cái trận địa của tiểu đoàn 2 nhảy dù. Thành thứ và tiểu đoàn 3 nhảy dù tại vì sao ấy? Tại vì tiểu đoàn 3 nhảy dù có một ông ba rất giỏi, đó là ông sau này là ông trung tá Lê Hồng. Lúc đó ông ấy đi từ binh hạng binh của Trường Tiên, rồi ông ấy đi học đồng đế, ông ấy trung úy, ông phụ tá băng 3, rồi ông lên trung úy, rồi ông đại úy, sĩ quan trưởng băng 3, rồi sau này ông ấy làm tiểu trưởng tiểu đoàn 1 và lữ đoàn trưởng phó lữ đoàn 1. Ông quá giỏi. Tại vì sao? Ông đi bằng nghề băng 3, nghề đó bắt buộc phải giỏi, không thể nào không giỏi được. Cho nên về thưa với anh Phan Lê Dũng, tại vì sao cái Mộ Dung Phục không phải là do tôi đặt ra ông ấy, mà cho chính sư đoàn nhảy dù phải đặt, phải gọi đến ông Nguyễn Thế Nhã là một ông rất là giỏi, giỏi về tham mưu và giỏi về mưu trí. Và điều đấy có thật là tiểu đồng chí nhảy dù năm 65 mới thành lập là một đơn vị cũng bình thường, chưa xoan dĩ, nhưng đến năm 66, 67 vào tay ông Nguyễn Thế Nhã đã biến thành một đơn vị cứng, một đơn vị giỏi. Anh chắc có lẽ anh cũng biết ông Loan thì là rất là controversial, gây tranh luận nhiều lắm. Vâng. Và nghe nói hình như là ông không được vào Mỹ nữa, vào cái lúc đầu của ông. Và người ta nói ông nhiều lắm. Cái nhất là cái bức hình mà sau khi mà chụp lại thì chắc của Nick rõ, Adam chụp. Bắn bể đẹp. Thì riêng với cá nhân anh thì anh nghĩ về ông Loan như thế nào, và những cái tiếp xúc riêng của anh về tướng Loan. Thế nhưng mà nói về bức hình, vì cái ngày ông Loan mất ở DC, chính ông Nick Adam có tới. Và tôi bấm một bức hình mà tôi giết một cái đời sống của ông.
thì kể ra thì đó là bảy lúc Nguyễn Văn Lén lính đặc công mặc áo caro mà chẳng phải mở lực thành tử Stanley Cagno là điển hình nhất, bảo rằng đây là một sĩ quan ở trong Việt Nam history, bảo là một sĩ quan của cộng sản. Không, đây là một lính đặc công mặc áo caro. Mà trên nguyên tắc của convention của Geneva là lính đặc công, lính biệt kích không được tính vào trong chiến tranh quy ước, không được bảo vệ của quy chế tù binh của công ước quốc tế. Thứ hai là đang xảy ra trong chiến địa, bắt được đặc công này vừa giết cả một nhà Trung Ta Tuấn thì trên nguyên tắc không ai, tôi với anh không có quyền để mà nói ai có quyền giết người, nhưng đứng về mặt lý mà nói, đứng về mặt thực tế của chiến trường mà nói thì một đặc công, một phá hoại mà giết người, mà giết dân nữa, giết cả mà người con của ông Trung Tá Tuấn đó, giờ này sau này là biến thành là một vị phó đề đốc của Mỹ, Nguyễn Từ Huấn. Vâng, thành thứ ông Loan, ông không kìm ra được cái sự phẫn nộ, cái đau đớn, ông không che giấu và ông đã có cái động tác đó. Lẽ tự nhiên chúng ta không bao giờ để mà xưng hô cái chuyện giết người, nhưng đứng về mặt lý, về mặt luật mà nói, cái người cái Nguyễn Văn Lém không phải là lính chính quy, không có được bảo vệ bởi quy chế tù binh của công ước Geneva này. Đó là một chuyện. Thành thứ tôi không phải là ở đơn vị của ông Loan, nhưng mà bây giờ chúng ta phải công bằng mà nói, nếu không có ông Loan và những quyết định chính xác dứt khoát thì vụ biên đoạn miền Trung tan rồi, là cái miền Trung ít nhất là Đà Nẵng, Huế đã cùng thuộc về cái phe của bên kia, của bên kia. Với xin nói gia đình tôi là gia đình Phật giáo, Phật giáo thuần gốc, dù nghèo cách mấy cũng có một tượng Phật ở trong nhà, và bà chị tôi là Ni Cô Diệu Quang, tức là Ngô Thị Thu Minh, có ông cậu hai là người tự thiêu sau ông Thượng Tọa Thích Đức. Thành tự bảo rằng tôi chống Phật giáo là cái chuyện không có. Nhưng chính gia đình tôi cũng là nạn nhân của cái vụ binh biến miền Trung, nó bắt buộc phải đi theo. Và sau đó thì dẹp loạn thì cũng phải chịu tác động, thì phải từ Huế, Đà Nẵng, các người ông cậu của tôi ở trong quân đội, chức vụ thì không lớn, trung sĩ, thượng sĩ, trung úy, thiếu úy đều bị phân tán đi hết. Nhưng mà trở lại chuyện, nếu Trung tướng Nguyễn Ngọc Loan lúc ấy không có những quyết định dứt khoát và đúng để bắt Tri Quang, để bắt Tôn Thất Trực. Đó, Tôn Thất Trực là cái đại đội trưởng biệt động quân mà của tiểu đoàn 11 đã đi theo phe. Nhưng mà rất là ông chính ông Loan đã đưa Tôn Thất Trực về Sài Gòn và sau đó lại dùng Tôn Thất Trực tại Sài Gòn. Cái chuyện đó tôi có biết. Và chẳng hạn như ông thiếu tá Nguyễn Thừa Du, tiểu trưởng tiểu đoàn 11, như người khác là ông Du đó khó yên với ông Loan, thế nhưng mà ông đưa ông Du về, ông cũng dùng ông Du trong những cái chức vụ quan trọng ở Sài Gòn. Thành thứ đứng về mặt đứng về mặt lý, đứng về mặt hành động mà nói thì đó, ông Nguyễn Ngọc Loan quả tình là một người đã rất có công đối với quân đội, đối với tình hình miền Nam. Tuy nhiên, ông có một cái cách thế, ông mang đôi dép giặt, tay ông cầm chai bia bằng ba. Rồi, và ông, không phải ông cố tình làm như vậy, nhưng mà ông là người phóng khoáng. Và thứ nhất, phải hiểu một điều, đó là một ông lính không quân, mà đây là một cái phản ứng của binh chủng. Ông người không quân có lớn cách mấy chăng nữa, người ta chỉ trách nhiệm với chiếc tàu bay. Và lịch sử để cho biết, tất cả những vị tướng lãnh, những lãnh đạo quân đội mà để làm nên chuyện lớn phải là lính bộ binh.
trách nhiệm lớn về ở các đơn vị lớn. Còn như không quân thì người ta cao lắm, người ta trách nhiệm trong tinh thần từ một ông trung úy thiếu úy ra trường, người ta chỉ lo một chiếc tay bấm máy bay. Thành tựu ông Nguyễn Ngọc Loan, ông có cái cách của một cái cá nhân anh hùng, cá nhân chủ nghĩa. Mà thưa với anh Phan Lê Dũng và thưa mẹ, bây giờ ông đã mất rồi thì chúng ta sẽ thấy ngay. Với chính trị mà như vậy thì chỉ có chết mà thôi, chỉ có thua mà thôi. Mà dù có khôn ngoan đến cỡ Nixon, nó cũng bắt từ nhiệm ngày 8 tháng 8 1974. Cô cự phách, cô sắc sảo cỡ Kennedy bị bắn chết từ ngày 22 tháng 11 63 đến giờ này vẫn không được release. Thành thứ biết ai khôn và ai dại trong cái cuộc đời này. Xin cảm ơn quý vị. Chương trình chúng tôi xin tạm ngưng đây và xin hẹn gặp quý vị vào kỳ sau. Xin cảm ơn quý vị.